Trong rất nhiều môn thể thao, kể cả là bóng đá, thất bại là một điều không thể tránh khỏi. Một thế lực dù mạnh mẽ đến đâu hay một kẻ luôn được xem là bất khả chiến bại đều cũng có lúc phải gục ngã. Nhưng để tạo nên một tập thể thành công hay một người hùng vĩ đại chính là cách mà họ đứng lên sau mỗi thất bại. Tìm lại vinh quang hay đắm chìm vào nỗi thất vọng, hai điều này tưởng chừng hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng chúng ta lại rất dễ có sự lựa chọn sai lầm chỉ vì ranh giới vô cùng mong manh. Man United đang trải qua giai đoạn tồi tệ kể từ sau hai thất bại đầu mùa. Giờ là lúc toàn đội phải sửa sai, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với người hâm mộ. Vâng, điều đó không gì khác chính là giành chiến thắng trong 5 trận còn lại ở tháng 3 và đầu tháng 4 này. Thảm bại 0-7 trước Liverpool chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất nhiều lần trong lịch sử. Đó chính là vết nhơ, là nỗi nhục mà đại kình địch không đội trời chung đã mang đến cho Man United. Nhưng dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua, và mùa giải thì không chỉ có mỗi cuộc chạm trán với lữ đoàn đỏ. Thầy trò Erik ten Hag vẫn còn những mục tiêu phía trước và họ cần phải nhanh chóng tìm lại phong độ của mình. Trận thua vừa qua như một cái tát mạnh mẽ và niềm kiêu hãnh mà quỷ đỏ đang có thời gian qua. Khi họ đang bay cao với thành tích ấn tượng, danh hiệu đầu tiên của mùa giải, cùng với đó là vô vàn lời tán dương từ khắp các phương tiện truyền thông, thì họ đã phải nhanh chóng trở lại mặt đất, thậm chí là bị đạp xuống tận sâu cùng của nỗi thất vọng. Ngay lập tức, xung quanh đội bóng chỉ toàn những lời chỉ trích hay sự hả hê từ phía đối thủ. Bầu không khí u ám bao trùm tập thể vừa ăn mừng danh hiệu Carabao Cup cách đây hơn một tuần. Erik ten Hag cũng đã có những biện pháp từ mạnh mẽ đến mềm mỏng nhằm giúp các học trò lấy lại được tinh thần tốt nhất để hướng đến chặng đường kế tiếp. Với những người hâm mộ chân chính, họ vẫn sẽ đến sân vận động, cổ vũ hết mình cho các cầu thủ, luôn đồng hành bên họ dù chiến thắng hay là thất bại. Đó là giá trị mà các cổ động viên luôn mang đến cho mỗi đội bóng, còn nhiệm vụ của những chàng trai dưới sân chỉ là chiến đấu hết mình và mang về được chiến thắng. Sau thất bại trước Liverpool, Man United sẽ còn 4 trận đấu nữa trước khi các giải vô địch quốc gia bước vào kỳ nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển tập trung và thi đấu giao hữu. Đây có thể là quãng nghỉ cực kỳ quan trọng để chiến lược gia người Hà Lan nhìn nhận lại chặng đường đã qua và lên kế hoạch cho thời gian quyết định của mùa giải. Trước mắt quỷ đỏ sẽ là trận đấu quan trọng với Real Betis tại lượt đi vòng 1/8 Europa League. Đây sẽ là trận đấu mà đoàn quân của thầy 10 được chơi trên sân nhà. Vì vậy họ cần phải tạo được lợi thế đủ lớn trước chuyến hành quân hứa hẹn cực kỳ khó khăn đến đất Tây Ban Nha, nơi luôn dễ đi khó về với Man United nhiều năm qua. Mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào trận đấu này. Họ muốn xem các cầu thủ sẽ phản ứng ra sao sau thảm họa Liverpool vào Chủ nhật tuần trước. Kể từ đầu mùa giải thì đội chủ sân Old Trafford cũng đã phải trải qua rất nhiều thất bại, thậm chí là với tỷ số đậm đà. Nhưng toàn đội đều đã nhanh chóng trở lại và tạo nên chuỗi thắng lợi vô cùng ấn tượng. Nhưng thảm bại trước đại kình địch không đội trời chung thì lại là một câu chuyện khác, nặng nề và thê thảm hơn rất nhiều. Vì vậy không dễ để bất cứ ai nuốt trôi được điều này. Nhìn nét mặt của các ngôi sao khi di chuyển đến sân tập Carrington vào thứ hai, chúng ta đều thấy được sự thất vọng bao trùm và tất cả chẳng khác nào mất đi hết sức sống cũng như là động lực. Chính những điều này sẽ khiến cho trận đấu vào rạng sáng thứ sáu tới theo giờ Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn. Trong buổi họp báo trước màn chạm trán đại diện xứ sở đấu bỏ, Erik ten Hag cũng đã chia sẻ tình hình của toàn đội sau thất bại tại Anfield. Tôi nghĩ các cầu thủ, họ đã phản xạ tốt. Chúng tôi hiểu rõ khi bước vào mùa giải, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rõ ràng đây là một kết quả rất khó có thể nuốt trôi. Tập thể này đã từng trải qua 23 trận đấu với chỉ duy nhất một trận thua và vừa qua mới chỉ là trận thứ hai. Sẽ có rất nhiều bài học được rút ra sau thất bại này. Điều đáng lên án chính là chất lượng chơi bóng của chúng tôi chỉ ở mức trung bình, đặc biệt là về mặt tinh thần. Chúng tôi phải rút ra bài học nếu muốn trở thành một đội bóng lớn và mang về những danh hiệu. Vì vậy bạn phải hành động ngay lập tức. Bài học đã có, nhưng bây giờ chúng ta phải tiếp tục và nhìn về phía trước. Đây là cách để đứng lên và bây giờ dồn tất cả năng lượng, sự tập trung trong trận đấu tiếp theo. Ở mùa giải năm nay, đại diện thành Sevilla là đối thủ luôn mang đến sự khó chịu đối với bất kỳ câu lạc bộ nào, kể cả những ông lớn như là Barcelona hay Real Madrid. Vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga cùng với ngôi đầu bảng Europa League là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như là Manuel Pellegrini, người từng nắm quyền tại Man City và Real Madrid, đồng thời đã lên ngôi tại đấu trường Premier League, kinh nghiệm chinh chiến với Man United sẽ giúp ông mang đến một lối chơi cực kỳ khó chịu trên sân vận động Old Trafford. Nếu Quỷ Đỏ không cẩn trọng, bài học Real Sociedad sẽ lại hiện về khi đội bóng xứ Basque từng đánh bại thầy trò 10 khó ngay trên sân nhà ở vòng bảng Cúp C2. Chưa đầy 3 ngày sau màn tiếp đón Real Betis, Man United sẽ tiếp tục được thi đấu tại nhà hát của những giấc mơ và chạm trán với đối thủ đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng, đó là Southampton. Mặc dù gần đây, The Saints đã giành 3 điểm trọn vẹn trước Chelsea và Leicester City, nhưng trong 7 trận gần nhất, họ cũng đã thua đến 5 trận. Vì vậy, đây sẽ là thử thách tương đối nhẹ nhàng đối với đoàn quân của chiến lược gia người Hà Lan. Ông sẽ tận dụng trận đấu này để tiết kiệm thể lực cho các cầu thủ, nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tiếp theo ở đấu trường cúp. Đầu tiên là màn tái đấu với Real Betis trên đất Tây Ban Nha, nơi luôn mang đến sự khó khăn cho Man United trong quá khứ cho đến hiện tại. Mặc dù ở mùa giải năm nay, dưới thời cựu thuyền trưởng Ajax, trong 2 lần hành quân đến xứ sở đấu bỏ, đội bóng đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa, nhưng không vì thế mà các cầu thủ chủ quan nếu họ chưa làm tốt ở trận lượt đi. Ở mùa giải năm nay, thành tích trên sân nhà của câu lạc bộ thành Sevilla tại La Liga cũng là khá tốt, với 6 chiến thắng trong tổng số 12 trận đã đấu. Tuy chưa thể nào so sánh với hai gã khổng lồ Real Madrid cùng với Barcelona, nhưng mục tiêu top 3 là hoàn toàn khả dĩ với thầy trò Manuel Pellegrini khi khoảng cách giữa họ với Atlético Madrid chỉ là 4 điểm. Việc tìm kiếm thắng lợi trước Real Betis sẽ không phải là nhiệm vụ đơn giản. Mặc dù nếu thi đấu đúng sức thì các học trò của thầy 10 hoàn toàn có thể ca khúc khải hoàn. Nhưng nên nhớ rằng đội bóng áo xanh đen khác với Barcelona, họ có thể chọn lối chơi lầm lì, phòng ngự khó chịu và gây ức chế cho các cầu thủ Man United trước khi tung ra cú đấm gây choáng váng đại diện nước Anh. Kinh nghiệm ở cuộc đối đầu với Real Sociedad sẽ là điều giúp ích cho đội chủ sân Old Trafford trong trận lượt về vào tuần tới. Một đấu pháp phù hợp, chặt chẽ và không rơi vào bẫy của đối thủ sẽ là phương án giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng và tiến vào tứ kết Europa League. Sau nhiệm vụ tại đấu trường C2, toàn đội sẽ lại được trở về sân nhà để tiếp đón Fulham trong khuôn khổ tứ kết FA Cup. Đoàn quân của Marco Silva dù chỉ là tân binh ở mùa giải năm nay, nhưng họ đang là đối trọng thật sự trong cuộc đua giành một tấm vé tham dự Cúp châu Âu, thậm chí là cả Champions League khi khoảng cách với top 4 chỉ là 6 điểm. Những sự đầu tư mạnh mẽ cùng với một bộ khung được định hình rõ nét đã giúp cho đại diện thành London thi đấu khởi sắc và luôn mang đến rất nhiều khó khăn cho các ông lớn. Man United cũng từng phải toát mồ hôi hột và phải nhờ vào bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Alejandro Garnacho mới có thể giành được trọn vẹn 3 điểm tại Craven Cottage. Marco Silva rất muốn đội bóng của ông tạo nên bất ngờ bằng cách giành danh hiệu tại mùa giải năm nay, và đấu trường FA Cup chính là nơi không thể phù hợp hơn. Vì vậy, Fulham sẽ dốc hết toàn lực cho chuyến làm khách tại Old Trafford để có thể giành chiến thắng, qua đó tiến vào vòng tứ kết. Một thử thách không hề dễ dàng với thầy trò Erik Ten Hag, nhưng đây sẽ là trận đấu cuối cùng trước khi bước vào quãng nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia. Rất có thể, chiến lược gia người Hà Lan sẽ tập trung nhân sự tốt nhất của mình ở trận đấu này và qua đó tiến thêm một bước đến việc chinh phục danh hiệu thứ 2 tại mùa giải năm nay sau Carabao Cup vào cuối tháng 2 vừa qua. Đối trọng lớn nhất của Quỷ Đỏ tại Cúp Cô Đơn chính là gã hàng xóm Man City, và nếu không phải đụng độ nhau ở bán kết, một trận chung kết trong mơ sẽ được diễn ra trên sân vận động Wembley huyền thoại, và đó là điều mà thầy 10 cùng với toàn đội đang hướng đến. Sau quãng nghỉ dành cho đội tuyển, Man United sẽ trở lại đấu trường Premier League với chuyến làm khách đến St. James Park của thiếu gia Tân Thành. Thất bại vừa qua ở chung kết Carabao Cup sẽ khiến cho ý định trả thù nung nấu trong lòng đoàn quân của Eddie Howe. Newcastle đang dần hụt hơi trong cuộc đua top 4 và họ đã không còn giữ được sự ổn định ở nửa đầu mùa giải. Tất cả đã được phơi bày ở trận đấu với Quỷ Đỏ vừa qua. Với kinh nghiệm và cách tiếp cận trận đấu xuất sắc, Erik Ten Hag hứa hẹn sẽ giúp đội bóng đại náo thánh địa của chiếc chòe để mở đầu tháng 4 giông bão, quyết định đến toàn cục của mùa giải năm nay. Nếu thi đấu đúng với phong độ trong quãng thời gian trước khi nhận lấy cơn ác mộng mang tên Liverpool, thì đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có khả năng giành trọn vẹn 5 chiến thắng. Đây sẽ là lời xin lỗi chân thành và tuyệt vời nhất để dành đến cho những người hâm mộ đội bóng áo đỏ. Và cũng sẽ khẳng định cho vị thế của Quỷ Đỏ ở xứ sở sương mù và cả châu Âu nữa. Câu lạc bộ này có thể thất bại, bầu trời có thể u ám trong một quãng thời gian, nhưng rất nhanh sau đó, họ sẽ trở lại mạnh mẽ và chứng minh bằng kết quả trên sân cỏ. Hãy cùng chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo của Man United
Mật độ thi đấu sắp tới vẫn sẽ là vô cùng dày đặc, nhưng quãng nghỉ 2 tuần dành cho đội tuyển sẽ là thời gian vô cùng cần thiết để thầy 10 nhìn nhận lại đội bóng cho chặng đường còn lại của mùa giải năm nay. Vì vậy, người hâm mộ hãy cứ yên tâm tận hưởng các trận đấu và cổ vũ cho thầy trò Erik ten Hag. Tập thể này sẽ biết cách gửi lời xin lỗi đến tất cả bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.